Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục đưa các bạn đi tìm hiểu một cái cây thuốc. Mà cây thuốc này chúng tôi hay sử dụng dùng để chữa cái bệnh trĩ nha các bạn nhé. Đây. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi vào đây tìm hiểu cái cây lá bỏng này. Cây này thì người dân tộc Dao chúng tôi hay dùng nha các bạn nhé. Đây các bạn này. Đây thì ngày trước tôi đã có một số những cái clip hướng dẫn về những cái cây thuốc ở đây này. Đây là cái cây tràm mèo này các bạn này. Đó, cây tràm mèo. Ngoài ra ở bên này nữa. Đây các bạn. Đây chính là cây sâm đất này. Đó, cây sâm đất. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ không nói về những cây này, mà chủ yếu tôi muốn giới thiệu cho các bạn cái cây. Cây này. Đây là cây gì thì các bạn sẽ biết ngay bây giờ. Đây các bạn. Đây có bạn nào biết cây này không ạ? Cây này thì đặc điểm của cây này thì nó rất là dễ sống và rất là dễ trồng. Chúng ta chỉ cần hái những cái lá của nó như này. Đó, chúng ta chỉ cần hái cái lá như này dầm vào đất. Mấy nữa nó khác, nó mọc ra những cái cây con các bạn ạ. Đấy. Đây. Cây này thì người địa phương chúng tôi hay gọi là cây tắp bút sụ nha các bạn nhé. Còn tiếng phổ thông chúng ta gọi là cây lá bỏng. Đó, lá bỏng chính là cây này này. Không biết là các bạn đã từng được thấy chưa. Còn nếu mà địa phương khác chúng ta có cái tên gọi khác thì các bạn có thể viết tên của nó xuống dưới. Đấy, các bạn có thể ghi những cái dòng bình luận ở phía dưới để cho tôi cũng như toàn thể anh em biết được cái cây này. Ngoài cái tên gọi là cây lá bỏng thì nó còn có những cái tên gọi khác nhau thì chúng tôi còn có thể biết được. Xin cảm ơn. Và hôm nay thì tôi muốn nói về cái cây này tại vì là cây này người dân chúng tôi hay sử dụng để mà chữa cái bệnh trĩ nha các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thế này thôi. Đây là một cây cũng khá là bé, nó không to lắm đúng không nhỉ. Cây này thì nó có rất là nhiều công dụng nha các bạn nhé. Địa phương chúng tôi thì hay dùng để chữa cái bệnh trĩ, nó rất là hiệu quả. Và cách sử dụng của nó như thế nào thì lát nữa tôi sẽ giới thiệu tiếp. Và bây giờ thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn biết là một số cái công dụng của cái cây này này. Cây này thì nó có khá là nhiều cái công dụng. Ví dụ như là nó có thể chữa cái bệnh sỏi thận nhé các bạn nhé. Đây này, cây này này. Cây lá bỏng nhé các bạn nhé. Các bạn nhớ lưu ý. Đây là cái cây lá bỏng. Chúng ta có thể dùng để chữa bệnh sỏi thận này, bệnh gút này, trị cái triệu chứng cao huyết áp này. Đấy, các bệnh cao huyết áp này. Hoặc là ung loét, chúng ta cũng có thể sử dụng cái cây lá bỏng này. Ngoài ra thì những cái trường hợp mà bị sốt ấy thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái cây lá bỏng này để mà làm giảm cái cơn sốt. Còn nữa, khi mà bị đau đầu thì chúng ta cũng có thể lấy cái cây lá bỏng này chúng ta trị cái chứng đau đầu và giảm ho nữa. Những cái trường hợp mà chúng ta bị ho quá ấy, thì chúng ta cũng lấy cái cây này về làm thuốc để mà điều trị chứng ho, chúng ta ho lâu quá. Và ngoài ra thì cây này nó cũng rất tốt cho chị em phụ nữ. Nó điều hòa kinh nguyệt này, và đồng thời là chữa các bệnh về da, lở da, loét da các kiểu, là chúng ta dùng cái cây này. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là cây này là chúng tôi dùng để mà chữa cái bệnh trĩ nha các bạn. Đấy, cây này này. Đặc điểm của nó thì các bạn chắc là các bạn cũng được biết rồi nhỉ.
mấy nữa nó lớn, nó lên ấy, nó lên cao nó còn ra hoa nữa cơ, nhưng mà bây giờ nó còn bé tí. Ngày trước nó to, sau này chúng tôi hái đi làm thuốc rồi, nhiều anh em ra đây xin ấy. Và một cái rất là đặc biệt là cây này là cây lá bỏng thì nó trị bỏng nữa các bạn, bỏng nước, bỏng lửa các loại, thì chúng ta có thể lấy cái này. Tất cả những cái cách sử dụng để chữa những cái bệnh nêu trên thì chúng ta sẽ lấy lá nhé các bạn, lấy lá về rửa thật sạch, tức là chúng ta nhai hoặc là chúng ta đun nước uống đấy. Đây các bạn lưu ý là chúng ta lấy lá về rửa sạch. Cái thứ nhất chúng ta họ có thể là nhai nuốt cái nước của nó, còn cái thứ hai nữa là chúng ta sắc uống nha các bạn. Và chúng ta một cái nữa chúng ta có thể giã xong đắp vào những cái vết thương, giả dụ như là cái bị cái mụn nhọt thì chúng ta giã xong là đắp vào. Và cái chúng ta bị bỏng ấy, bỏng nước, bỏng lửa các loại thì chúng ta cũng giã xong là đắp vào cái chỗ bị bỏng đó các bạn. Đắp vào thì nó rất là mát, tại vì là cây này là nó là cây giảm sốt mà. Và đặc biệt hơn nữa là cây này là trị bệnh trĩ như tôi nói ban đầu ấy, thì các bạn những cái trường hợp mà chúng ta bị bệnh trĩ ấy, thì chúng ta lấy cái lấy cây này nhé, chúng ta lấy lá nhé các bạn. Lấy tầm khoảng 6 gram. 6 gram lá bỏng với lại 6 gram cái rau sam ấy, rau sam thì ở đây không có. Nó phải ở những cái nơi khác cơ. Hôm nào tôi sẽ có những cái bài thuốc tôi giới thiệu về cây rau sam cho các bạn. Còn hôm nay thì tôi nói về cây lá bỏng để cho các bạn biết. Đấy, cây này kết hợp với lại rau sam 6 gram, hai loại 6 gram. Chúng ta tất cả đem rửa sạch với nước muối nhé các bạn. Chúng ta phải rửa sạch với nước muối, không phải là cái nước trắng bình thường nhé. Rồi chúng ta rửa sạch với lại nước muối xong là đem nhai sống. Đấy, nhai sống hoặc là chúng ta có thể là sắc nước uống cũng được. Đấy. Còn nếu mà chúng ta bị cái lòi giom ấy và lở cái hậu môn thì chúng ta có thể là nấu cái nước bồ kết dùng ngâm rửa hậu môn kết hợp với cái lấy cái lá này này. Lấy cái lá này chúng ta giã nát rồi đắp vào cái chỗ nó bị lòi ấy. Đấy, có thể là tôi nói như vậy thì nhiều người cũng không hiểu được nhỉ. Thì tức là cái chỗ nào mà chúng ta bị lòi giom ấy, chúng ta nấu cái nước bồ kết chúng ta uống. Còn cái cây này này, cái cây lá bỏng này chúng ta rửa thật sạch xong chúng ta nhai xong đắp vào cái chỗ gọi là cái chỗ nó bị lòi ấy. Đó, hay là còn gọi là búi trĩ đấy. Và một cái nữa, nếu mà bị trĩ nội ấy thì chúng ta cũng sử dụng cái lá tươi này chúng ta rửa sạch và nhai nhai nhá các bạn. Nhai xong là nuốt cái nước của nó. Xong còn bã thì chúng ta đắp vào cái hậu môn. Đấy, bã thì chúng ta đắp vào hậu môn xong là dùng cái miếng gạc chúng ta cố định lại. Đấy, các bạn làm sao cố định như thế nào thì đấy là cách của các bạn đúng không? Miễn sao là các bạn cố định lại được là tốt. Và mỗi ngày chúng ta có thể thực hiện từ 3 lần đến 4 lần. Đấy. Mỗi ngày chúng ta có thể từ 3 đến 4 lần nó làm cái cây mà trị bệnh trĩ mà chúng tôi hay sử dụng đấy. Và một số cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng cái cây lá bỏng này chúng ta trị bệnh trĩ ấy, thì chúng ta phải chọn cái lá bỏng tươi không quá già nhé các bạn, cũng nó cũng không quá non đấy, tức là không quá già và không quá non. Và chúng ta nên phải nhớ là chúng ta rửa thật sạch nhé, rửa thật sạch cái cây này đó trước khi chúng ta sử dụng. Và trước khi mà chúng ta sử dụng cây này để mà đắp vào cái hậu môn ấy, đắp vào cái trĩ ấy, thì chúng ta nên vệ sinh cái hậu môn của chúng ta thật sạch sẽ vào. Chúng ta vệ sinh bằng nước muối nha các bạn nhé. Và chúng ta bằng nước muối mà nó phải ấm ấm. Đấy. Chúng ta cứ thực hiện là kiên trì đều đặn kết hợp với cái điều chỉnh cái chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học thì chúng ta có thể trị dứt điểm và trị khỏi được cái bệnh trĩ nha các bạn.
Đấy. Đây, tôi sẽ quay rõ hơn cho các bạn biết. Vâng, thật ra thì những cái bài thuốc này thì tôi muốn nói với các bạn là chúng tôi hay áp dụng vào những cái thời gian đầu ấy, khi mà chúng ta mới bị trĩ ấy, mới bị bệnh trĩ thì chúng ta sử dụng ngay thì nó sẽ có tác dụng hiệu quả rất là tốt. Còn chúng ta bị lâu dài thì tôi cũng không dám chắc là nó có điều trị khỏi hay không. Nhưng mà khi mà nó mới ấy, chúng ta mới thấy cái triệu chứng nó mới xuất hiện thì chúng ta dùng cái này thì nó rất là hiệu quả nha các bạn. Đấy. Đây là một số những cái thông tin mà tôi muốn giới thiệu và muốn gửi gắm đến toàn thể các bạn, với cái hy vọng là đưa được những cái thông tin này, và cái hy vọng là đây là những cái thông tin hữu ích gửi đến toàn thể mọi người và giúp cho mọi người trong một cái phần nào đấy trong cái việc bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn. Nếu mà các bạn thấy cái video này hữu ích thì vui lòng để lại cho tôi một like và một số những cái dòng bình luận ở phía dưới. Đồng thời là đừng quên nhấn chia sẻ và đăng ký kênh này để ủng hộ và theo dõi những cái clip tiếp theo của mình nhé. Xin cảm ơn. Và tôi nói lại một lần nữa là cây này thì chúng tôi gọi là cây tapu sụ nha. Theo tiếng địa phương của chúng tôi gọi là cây tapu sụ. Còn tiếng phổ thông là gọi là cây lá bỏng ấy. Còn những cái địa phương khác có những cái tên gọi khác thì tôi cũng không rõ. Hy vọng là tôi sẽ được biết nhiều hơn tên của cây thuốc này ở nhiều địa phương khác nhau. Nếu mà các bạn có biết tên, giả dụ như ở chỗ các bạn có cái tên gọi khác thì vui lòng để lại một số những cái tên, một số những cái dòng bình luận ở phía dưới video. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào.